đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, đoàn công tác tỉnh Đồng Nai và các tỉnh thành phía Nam cùng các cơ quan báo chí đã hoàn thành chuyến hải trình thăm, chúc Tết, tặng quà cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên các đảo ở vùng biển Tây Nam nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Sau gần 10 ngày với hải trình hơn 400 hải lý qua 5 đảo, đoàn công tác đã hoàn thành chuyến đi đầy ý nghĩa mang Tết ấm xuân về cùng cán bộ chiến sĩ và nhân dân nơi biển trời Tây Nam của Tổ quốc. Vùng biển Tây Nam có diện tích khoảng 150.000 km2 với hơn 150 đảo, trong đó có 46 đảo có người sinh sống thuộc 5 quần đảo An Thới, Hải Tặc, Bà Lụa, Nam Du, Thổ Chu. Chiều dài bờ biển khoảng 450 km tính từ cửa sông Gành Hào, Bạc Liêu tới Hà Tiên, Kiên Giang. Nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có nhiều hoạt động hướng về biển đảo Tổ quốc. Theo đó, tính từ năm 2021 đến nay, tỉnh Đồng Nai đã ủng hộ cán bộ chiến sĩ công tác trên các đảo nhà giàn DK1 của Hải quân Nhân dân Việt Nam hàng tỷ đồng, nhiều công trình thiết yếu cùng nhiều phần quà có ý nghĩa khác. Thời gian qua, cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân tỉnh Đồng Nai luôn quan tâm hướng về biển đảo Việt Nam. Bằng cái tình cảm trách nhiệm, thì toàn bộ cái hoạt động công tác tuyên truyền, công tác vận động đã ủng hộ cho quỹ biển đảo Việt Nam của tỉnh Đồng Nai. Tới đây nữa thì quân và dân của tỉnh Đồng Nai tiếp tục có những cái hoạt động không những là tuyên truyền, không những là vận động và cũng còn ủng hộ rồi tiếp tục đi đến để thăm động viên anh em. Những tình cảm của các đồng chí dành cho cán bộ chiến sĩ, các lực lượng vũ trang và nhân dân trên đảo rất ân tình, rất ấm áp và có thể nói các đồng chí đã kịp thời động viên mọi người. Chúng ta đón và vui xuân, không quên nhiệm vụ, đón và vui xuân, chuẩn bị cho một năm mới để sẽ đạt được nhiều thành tích hơn trong thời gian tới. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoang, Chính ủy vùng Nam Hải quân cho biết, đây là sự quan tâm đặc biệt, là tình cảm sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, ban ngành đoàn thể và nhân dân các địa phương, các doanh nghiệp, các cơ quan báo chí hướng về biển đảo. Những tình cảm này là nguồn cổ vũ, động viên, khích lệ rất lớn, tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân. Những người lính biển kiên trung vững vàng trên tuyến đầu, quyết tâm bảo vệ vững chắc từng tấc đảo, sải biển thiêng liêng của Tổ quốc. Năm nay là năm đầu tiên tổ chức đoàn công tác đi trên hai phương tiện. Đây là một trong những nội dung đầu tiên thực hiện. Và chính vì vậy, cũng có những cái khó khăn nhất định đối với việc để thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua. Tuy nhiên, thì bằng sự cố gắng của tất cả các đại biểu và đơn vị, chúng ta đã hoàn thành được các nội dung chương trình và đến thời điểm này chúng ta đã bảo đảm được an toàn. Sau gần 10 ngày với hải trình hơn 400 hải lý, tương đương hơn 600 km qua 5 đảo, đoàn công tác đã hoàn thành chuyến đi đầy ý nghĩa mang Tết ấm xuân về cùng cán bộ chiến sĩ và nhân dân nơi biển trời Tây Nam của Tổ quốc.